Anh hát karaoke hay rồi. Anh muốn chỉnh thêm cái gì, ví dụ micro, volume tổng, đánh này. Anh chỉnh lên. Cái này là giống như cái center đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái toàn này là phần lên của khả năng của nhau. Phần lên là phần lên của nhau. Mất volume, một volume mất là mất một ngày. Cái đèn này là gì? Nó báo tâm nhạc anh. Thí dụ thôi cái đó anh biết anh cũng chơi không được. Chuyên nghiệp cũng lấy chơi. Cái này tăng lên là giảm xuống. Cái này giống như cái tâm á, cái tâm tâm là cái tâm á. Không, tôi nói mình tiếng Anh nó quen là tại sao mình tiếng Nhật mà phải chơi hết á. À dạ, muốn nghe nhảy á. Này đây, này càng không là về vô đúng không? Anh ra đây đi, tôi quay lại đó. Anh ra đây đi. Cho nó sáng chứ không có gì đó. Buông khói ngây thơ. Lúc lấy đồ dành đi. Lúc về luôn học phải không? Đó.